chào quý vị đang theo dõi chương trình Niềm tin Hàn Việt được phát sóng định kỳ vào lúc 7 giờ 15 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Chương trình do Đài truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng BSA Media thực hiện. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình kỳ này. Gần 1.000 nông sản đặc sản vùng miền hội tụ về thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp tổ chức lễ hội thịt sạch ở 15 điểm bán. Tọa đàm ẩm thực truyền thống an và lành. Trong chuyên mục Tinh hoa ẩm thực Việt, trải nghiệm phiên bản mới của bánh tráng với món snack chả cá rồng biển ngũ vị. Từ ngày 28 tháng 4 đến 2 tháng 5, tại Trung tâm Thương mại Gigamon số 240-242 Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra lễ hội Nông sản đặc sản vùng miền 2023. Lễ hội do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị phối hợp tổ chức nhằm tôn vinh ẩm thực đặc sản và quảng bá văn hóa của các vùng miền trên cả nước. Đây cũng là điểm đến vui chơi, mua sắm cho người tiêu dùng thành phố trong dịp nghỉ lễ kéo dài. Đây là nơi hội tụ của hơn 1.000 loại nông đặc sản, sản phẩm chất lượng cao đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. Với những sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam như ô cốp từ 3 đến 5 sao, sản phẩm Việt Gáp, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm có tiêu chuẩn HACCP, ISO, hàng Việt Nam chất lượng cao. Đến tham quan mua sắm trong những ngày diễn ra lễ hội nông đặc sản vùng miền 2023, người tiêu dùng không chỉ mua với chính sách giá đặc biệt, mà còn là nơi để quý khách trực tiếp nghe những câu chuyện đời, chuyện nghề để làm ra những sản phẩm tươi ngon, an lành, chất lượng cao. Đối với những cái sản phẩm khác thì chị có thấy là những cái sản phẩm mà dễ dàng tìm kiếm thì cái giá trị mang lại dành cho khách hàng thì nó cũng gọi là không có cái gì đó đặc biệt. Bên mình, bên Trung tâm Thương mại Gigamon muốn tạo ra một cái điểm gì đó đặc biệt dành cho khách hàng trong cái đợt lễ lần này. Nên đó là lý do tại sao mà mình có cái chương trình lễ hội nông sản đặc sản vùng miền BSA. Mình có hỗ trợ cho doanh nghiệp về mặt chi phí, hỗ trợ một phần về mặt chi phí vận chuyển những cái hàng hóa đó. Cũng giống như là những cái chi phí liên quan tới cái việc mà họ sẽ phải di chuyển cả cái đội ngũ vào đây để mà tham gia trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Khi đến với gian hàng thì đều rất ưa thích các loại sản phẩm từ tủa tơ tằm ạ. Mọi người thì ưa chuộng nhất là các loại khăn lụa tại vì nó có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau ạ. Bởi vì thời tiết ở đây thì có nắng và nên là họ sẽ dùng các loại khăn này để quàng vào. Ở đây có rất là nhiều sản phẩm về nông nghiệp địa phương ở Việt Nam. Kiểu như là mình sử dụng sản phẩm nông nghiệp ở địa phương mình thì kiểu cảm thấy rất là ok, rất là tin tưởng. Để 30 tháng 4 mọi người không về quê hoặc là mọi người còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì mọi người có thể ghé Gigamon để tham quan gian hàng về sản phẩm nông nghiệp ở địa phương ở tất cả các vùng miền trên Việt Nam. Lễ hội với nhiều hoạt động đặc sắc nhằm tạo một không gian mua sắm vui chơi dịp lễ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh như trải nghiệm làng nghề dệt truyền thống, dệt lụa của dân tộc Thái, trải nghiệm nấu các loại xà phòng từ thảo dược, làm cao, tinh dầu thiên nhiên ở các vùng núi phía Bắc như Nghệ An, Hà Nội, đồng bằng sông Cửu Long. Đêm nhạc kỷ niệm 10 năm UNESCO công nhận đơn ca tài tử Nam Bộ Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo tồn. Bên cạnh đó, người tiêu dùng khách hàng khi đến lễ hội còn được trải nghiệm hướng dẫn làm và thưởng thức các loại chè, bánh dân gian, món ăn đặc trưng vùng miền địa phương do các đầu bếp của Trung tâm Bảo tồn Văn hóa ẩm thực, câu lạc bộ đầu bếp Chiếc Thìa Vàng đảm nhiệm, các hoạt động workshop, tô màu vẽ tranh, làm tò he, game show. Trong hai ngày cuối tuần vừa qua, công ty Vixsan tổ chức chương trình Lễ hội thịt sạch. Trong chương trình này có nhiều hoạt động tương tác với khách hàng như dùng thử sản phẩm thịt bò Úc, thịt heo Thảo Mộc tại siêu thị Imac Gò Vấp, Imac Sala, Winmart Thảo Điền, Winmart Landmark 81 và 12 quầy thịt Vixsan thuộc hệ thống 12 siêu thị Co-opmart khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Khách hàng đến đây rồi đa phần người ta ăn thịt heo Thảo Mộc hơn vì thịt nó lại chắc mà nó ngọt. Mình thường có xu hướng chọn những cái sản phẩm thứ nhất là phải tươi, thứ hai là an toàn để tốt cho sức khỏe của cả gia đình. Theo thông tin từ doanh nghiệp, sau những tuần đầu tiên thực hiện lễ hội, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các lễ hội về thịt sạch ở các hệ thống siêu thị với dòng thịt heo Thảo Mộc và thịt bò Úc nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội được thưởng thức, cảm nhận những dòng thịt chất lượng cao mà doanh nghiệp đang cung ứng trên thị trường.
Kính thưa quý vị, có thể nói rằng ẩm thực truyền thống của Việt Nam có rất nhiều món ăn đặc trưng, ở hầu hết các địa phương đều có. Những món ăn này truyền từ đời này sang đời khác và thay đổi đôi chút theo thời gian. Và trong một tọa đàm mới đây bàn về ẩm thực truyền thống an và lành, nhiều chuyên gia cho rằng để ẩm thực truyền thống có thể sản xuất quy mô công nghiệp lớn hay công nghiệp nhỏ thì an toàn thực phẩm luôn đặt ra trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, chúng ta cần nghiên cứu bảo tồn những tinh hoa trong ẩm thực truyền thống hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những ghi nhận từ ý kiến trên trong phần trò chuyện ngay sau đây. Dưới góc độ là một người nghiên cứu lịch sử văn hóa như tôi chẳng hạn, tôi hơi có thắc mắc là vì thực ra truyền thống không bao giờ nó đóng khung một cách chặt chẽ từ xưa đến nay, nó có cái sự biến đổi theo thời gian. Vậy bây giờ trong ẩm thực thì chúng ta thế nào được gọi là ẩm thực truyền thống? Vì sao chúng ta đặt ra vấn đề an và lành mà không phải là vấn đề ngon và bổ? Chúng tôi ở Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển ẩm thực Việt Nam thì có điều kiện để mà đi nghiên cứu về ẩm thực Việt Nam, cũng như là rất là may mắn là có những cái chuyến đi để giới thiệu ẩm thực Việt Nam ở nước ngoài. Chúng tôi cũng tiếp xúc với rất là nhiều các cái đầu bếp ở trong những cái khách sạn cũng như là những nhà nghiên cứu ẩm thực ở các nước. Nếu chúng ta nói là cái ẩm thực Việt Nam của chúng ta ngon, đặc sắc như thế này thế kia thì có lẽ là thiếu khách quan. Chúng tôi đi tham dự những cái chương trình như là festival hay là những cái lễ hội ẩm thực ở nước ngoài, bao giờ chúng tôi cũng muốn tìm hiểu xem là người nước ngoài nghĩ về cái món ăn Việt Nam hay ẩm thực Việt Nam mình như thế nào. Cách đây vài năm thì có một cái thông tin nói là cái ẩm thực Việt Nam của mình là có lẽ nghiêng về cái sự khoái khẩu hơn là chú ý về cái sự gọi là tốt cho sức khỏe. Thì cái điều đó thì bản thân chúng tôi nghe xong thì rất là tự ái, để có phải đúng như vậy hay không, ảnh hưởng đến cái giá trị hay là cái danh tiếng của cái ẩm thực Việt Nam. Trong những cái chương trình của chúng tôi đi, bao giờ chúng tôi cũng phải nêu được, chứng minh cho họ thấy cụ thể qua những cái sản phẩm ẩm thực của mình là cái ẩm thực Việt Nam nó cân đối và nó đặc sắc như thế nào, và những cái món ăn đó nó có những cái câu chuyện rất là thú vị. Chúng tôi có nhiều lần làm việc với Martin Yen thì ông vẫn nói là tôi tưởng là ẩm thực Việt Nam nó giống ẩm thực Trung Quốc do ảnh hưởng của lịch sử, nhưng rõ ràng khi tìm đến cái ẩm thực Việt Nam thì tôi ngỡ ngàng vì nó hay, nó lạ và nó đặc sắc như vậy. Thì chúng ta thấy là nó rất là tốt cho sức khỏe do là nó cân đối hài hòa về dinh dưỡng và khẩu vị, kể cả cấu trúc nữa. Ví dụ như là chúng ta ăn bánh xèo chẳng hạn, thì chúng ta thấy bốn nhóm thực phẩm cũng nằm trong một món ăn. Hay là ăn chả giò với lại bún hay bánh hỏi thì chúng ta vẫn thấy là bốn nhóm thực phẩm đầy đủ. Và ông Pierre Fontaine là một vua bếp của Bỉ, là cố vấn ẩm thực cho hoàng gia Bỉ, khi đến đây để mà dạy một cái lớp yến tiệc ở trường Sài Gòn Tourist thì dắt ổng đi ăn và ổng rất là ngạc nhiên tại sao người Việt Nam lại biết kết hợp các cái loại rau gia vị rất là tươi ngon mà mỗi loại rau là mang một cái hương vị rất là riêng. Để an toàn thực phẩm thì rõ ràng là ngay cả những món ăn truyền thống của mình đã bảo đảm cái gọi là an toàn, cái bao bì của bánh chưng chẳng hạn bảo đảm an toàn mà lại rất là môi trường. An và lành cái này nó có liên quan tới khoa học và nó tùy thuộc vào từng món ăn. Thực phẩm truyền thống nếu mình gọi nó nôm na đó thì nó là thực phẩm truyền từ đời này tới đời nọ, truy ngược về cái thời xưa, nó bắt nguồn từ mấy cái điểm. Điểm thứ nhất là vấn đề bảo quản. Ngày xưa người ta kiếm đồ ăn theo mùa, có lúc người ta săn được, cho nên cái vấn đề bảo quản nó là cái điểm rất quan trọng trong cái thời cổ đại. Rất nhiều món ở miền Nam, ở nhất là cái vùng miền Tây, ẩm thực mà nó truyền lại từ cái đời mà dân đi khai phá, cho nên nó có cái nét khác, nét nhanh gọn, đáp ứng liền tại chỗ, và nó tạo ra những cái nền ẩm thực riêng, cũng là truyền mà truyền từ cái thời đi khai phá. Ngay cả nước mắm cá đầm cũng vậy. Cái thứ hai là khi định cư người ta ăn ngon, chưa có nói cái chuyện bổ béo gì ở đây. Tới cái thứ ba là khai phá. Tôi nói thực phẩm truyền thống để phân biệt với cái thực phẩm hiện đại. Em làm cái bánh lọc, bánh nậm bánh lọc xuất đi năm châu bốn bể, mà để nghiên cứu để xuất nó đi á, là phải đạt tiêu chuẩn của nước này nước kia. Thì mọi người biết là ở Mỹ không cho vô thịt vô, mà bánh lọc nó phải ngon khi có một miếng thịt và miếng tôm. Nên mình mới cố gắng làm sao giữ được cái lá chuối màu xanh, hai con tôm thế thịt vậy đó, để mà đạt được cái chuẩn xuất vô Mỹ, và mình cũng đem nó đi xuất đi khắp nước. Một cái sản phẩm mà ngày xưa cha ông mình ăn, nhiều người trước kia người ta nói về nó, thì em sẽ cố gắng học hỏi chuẩn xuất khẩu của các nước để mình biến tấu nó, làm ra một cái sản phẩm mà mang hương vị Việt Nam. Thì mình sẽ mang cái sản phẩm từ quê nhà tới trên bàn ăn của những người Việt Kiều, Hoa Kiều, Nhật Kiều, để họ thích đi du lịch ở Việt Nam. Để mà công nghiệp hóa thực phẩm truyền thống, chúng ta chia nó làm hai loại. Có một loại
là nó là cái món ăn và chúng ta phát triển nó thành món ăn để mà cho nó trở thành một cái đặc điểm về nó giúp ích cho du lịch. Manila đó, tôi thấy họ bán palut, tức là cái hộp vịt lộn đó, với lại cái trứng ung, họ làm rất chuyên nghiệp. Đó là những cái món ăn mà không thể làm công nghiệp được. Cái thứ hai là những sản phẩm có thể công nghiệp hóa được. Công nghiệp hóa được thì mình phải chia ra làm hai: công nghiệp hóa toàn diện và công nghiệp hóa có nửa thôi. Công nghiệp hóa 100%, một sản phẩm truyền thống như vậy, chúng ta cái trả giá rất đắt, chúng ta không còn cái gì hết. Nó tùy theo loại, có loại nó chỉ trở thành món ăn mà không thể sản xuất hàng loạt được. Cái thứ hai là những cái sản phẩm mình có thể công nghiệp hóa được, đấy là cái điều tôi mà rất là mong muốn. Chẳng hạn như cái món cà pháo đó, chúng ta có thể, nhưng mà cái đó gọi là công nghiệp hóa toàn diện, nó không có, nó chỉ là một phần nào thôi. Tôi nói các bạn doanh nghiệp á, đừng chạy theo thời thượng. Nói ẩm thực Việt Nam thì tôi thấy là cái ẩm thực miền Bắc á, là người ta chú trọng đến cái việc mà bảo vệ cái truyền thống nó nhiều hơn. Còn chúng ta là ở những vùng đất mà khai hoang, cho nên cái điều kiện của chúng ta sống nó khó khăn hơn, cho nên chúng ta chấp nhận thực tế. Nhiều khi những món mà cổ truyền đó thì các bạn muốn thay đổi thành là những món nó mới và nó hiện đại mà nó hợp khẩu vị của giới trẻ nhiều hơn, thì tôi thấy nó có cái sự biến đổi đó. Mà tôi nghĩ đó là một cái điều tất nhiên thôi. Nhưng mà những cái truyền thống nó có tính hàn lâm thì chúng ta cố gắng bảo tồn nó để cho thế hệ sau này có thể biết là cái mâm cỗ truyền thống ngày Tết của dân tộc Việt Nam mình á, thì nó gồm có những cái gì. Cái sô-cô-la mà đóng dấu hiệu là Hoàng Gia Bỉ đó vẫn làm thủ công. Cho nên chúng ta thấy rằng là cái thủ công và cái truyền thống nó luôn luôn nó song hành cùng với cái ẩm thực phát triển và hiện đại. Mỗi khi mà em ăn cái thứ gì đó đó là em nói nhân viên của em là cái này là ông chủ ăn, các bạn ăn, cái chuẩn là mình đạt là một chuyện, cái thứ hai là thị trường phải chấp nhận nữa. Vậy thì làm sao mà mình làm được cái vườn cà để mình PR nó là ở đây đất nước chúng tôi có trái cà trồng ở Việt Nam, và chúng tôi có một cái vườn cà nhà Xuân Hương Food đi từ vườn tới qua nhà máy rồi ra bàn ăn, và người dân Việt Nam ngàn đời nay ăn nó, là một cái câu chuyện thú vị để cho người ta đi du lịch đó, người ta tham quan cái vườn cà, người ta nghe được cái câu chuyện đó. Cái này là một cái hình thức về giữ cái nét văn hóa truyền thống của cha ông chúng ta mà. Đó thì đây là một trong những cái nỗ lực là Xuân Hương Food làm. Chúng ta rõ được một cái thông điệp mà ban tổ chức muốn mang đến, cũng như là có lẽ mỗi người Việt Nam chúng ta đều mong muốn, đó là thực phẩm truyền thống của chúng ta thì luôn luôn ăn và lành. Xin một lần nữa trân trọng cảm ơn và xin chào tất cả quý vị. Quý vị, theo thời gian, bánh tráng đã góp phần làm nên các món ăn được xem là tinh hoa của ẩm thực Việt, có thể kể đến như nem rán, ram và chả giò hay các loại gỏi cuốn. Những tưởng với nguồn gốc lâu đời và vị thế vững chắc trong ẩm thực truyền thống, món bánh tráng vẫn sẽ mãi gắn bó với các công thức quen thuộc. Nhưng không, nguyên liệu này đang có mặt nhiều nhất trong các xu hướng ẩm thực của giới trẻ. Ngày hôm nay, đầu bếp của chương trình cũng sẽ gửi đến quý vị một công thức mới với bánh tráng. Hãy cùng vào bếp quý vị nhé! Snack chả cá rồng biển ngũ vị nghe có vẻ lạ lẫm nhưng thành phần lại rất thuyết phục. Món ăn là sự kết hợp vừa vặn, kích thích vị giác giữa miếng bánh tráng thơm ngon, giòn và độ dai, vị ngọt của chả cá cùng các nguyên liệu trộn lẫn. Nếu quý khán giả là người yêu thích và thường sưu tầm các món ăn vặt thì đừng bỏ qua công thức thú vị này nha. Nguyên liệu chuẩn bị cũng rất đơn giản: chả cá thác lát tươi ngon, rau củ cắt thái sẵn gồm rong biển, cà rốt, hành lá, tỏi, một chút ngũ vị hương, bột năng, gia vị nêm cơ bản và các loại rau thơm ăn kèm. Phần quan trọng không thể thiếu là bánh tráng siêu mỏng đến từ Tây Ninh. Giờ thì vào bếp thực hiện để chiêu đãi gia đình ngay thôi. Mến chào quý vị khán giả đến với chương trình Tinh Hoa Ẩm Thực Việt. Nhắc tới Tây Ninh, chúng ta có rất là nhiều món ăn nổi tiếng đúng không nào? Muối Tây Ninh nè, và một số đặc sản khác nữa. Hôm nay xin cũng có một món để giới thiệu quý vị khán giả là bánh tráng Tân Nhiên không nhúng nước, 100% làm từ tinh bột khoai mì. Nhưng bánh tráng thì quý vị đa phần là mọi người chỉ để cuốn thôi đúng không nào? Hôm nay xin sẽ chia sẻ một món mới, nhanh, gọn lẹ mà gia đình có thể quây quần với nhau nè. Mấy bạn nhỏ thích, đó là chúng ta làm một món snack, một món ăn nhanh cùng với bánh tráng giòn rùm ở bên ngoài, bên trong có chả cá dai giòn. Và bây giờ chúng ta bắt tay vào làm nha. Công việc đầu tiên xin sẽ hướng dẫn và chia sẻ làm sao để chúng ta có một phần chả cá dai giòn làm nhanh. Ở đây thì xin sẽ có khoảng 300g chả cá thác lát tươi, chưa có qua nhồi, chưa qua gia vị luôn. Thì quý vị cũng có thể đổi thành những cái loại chả cá khác, nhưng mà chả cá thác lát là một đặc sản cũng của miền Tây, dễ mua hơn ha.
chúng ta sẽ cho vào đây một ít hành tím băm nè. Và chúng ta nhớ là chừa lại một ít hành tím để chút xíu Xin sẽ chia sẻ cái sốt ngũ vị hương để chúng ta ăn kèm. Bây giờ Xin sẽ có thêm một chút xíu hành nè. Cái phần mà gốc hành trắng á, nó rất là phù hợp để vị tẩm ướp vào tất cả các món, ví dụ thịt cá, gà cũng được, hải sản nó rất là thơm. Xin có một chút xíu tỏi, chút xíu dầu ăn vào đây. Đối với món này á, là snack ăn chơi cho nên chúng ta nêm gia vị thật là nhẹ nhàng ha. Ở đây Xin sẽ có một chút xíu hạt nêm nè, một chút xíu đường để chúng ta chiên cho cái phần chả cá chúng ta lên màu được đẹp hơn. Chúng ta sẽ quết nhuyễn ra. Đối với chả cá thác lát á, thì rất là dễ dai, chúng ta cứ dùng muỗng quết như vậy. Khi thấy tất cả những chả cá chúng ta hòa quyện kết dính với nhau và có độ đàn hồi, chả cá chúng ta đã dai ha. Thì bây giờ Xin sẽ tiếp tục cho cái phần cà rốt băm nhuyễn vào. Đây, cho vào thêm cái phần hành lá, chúng ta cho một nửa thôi, còn một nửa chúng ta lấy làm sốt nha. Cái phần lá rong biển cắt nhỏ này trộn vào luôn. Phần chả cá chúng ta cũng đã sẵn sàng rồi nè. Dẻo, thơm ơi là thơm. Và đặc biệt cái phần chả cá này rất là phù hợp khi các bạn trộn rong biển vào nha. Bây giờ Xin sẽ chuẩn bị một cái chảo dầu để chúng ta làm cái phần snack từ bánh chán. Bánh chán tất nhiên được lòng người tiêu dùng bởi cam kết 3 không: không hương liệu, không chất bảo quản, không phẩm màu. Và chọn ngách đi riêng về sản phẩm bánh chán siêu mỏng không nhúng nước, tất nhiên làm tiêu chuẩn ISO và cả tiêu chuẩn FSC 22000, đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao, hàng Việt Nam chất lượng cao, chuẩn hội nhập, là đơn vị đạt chứng nhận OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Tây Ninh. Đây là những cái miếng bánh tráng tất nhiên cực kỳ mỏng ha. Xin sẽ lấy ra khoảng tầm 10 miếng để chúng ta làm cái phần snack này ha. Đối với những miếng snack á, thì các bạn có thể cắt tùy vào sở thích của gia đình mình. Xin thì cắt bị lớn này thôi ha. Và chúng ta sẽ lấy một miếng hỗn hợp chả cá nè, chúng ta để lên chính giữa nha. Và chúng ta lấy thêm một miếng nữa, chúng ta đè vào và chúng ta ấn xuống. Chúng ta cứ để yên vậy thôi, dầu đang nóng đúng không? Chúng ta thả vô và chúng ta chiên vàng giòn lên là được nha. Và chúng ta xem cái phần chả cá no tròn lên như vậy nè, và cái phần bánh tráng chúng ta giòn, và chúng ta vớt ra thấm dầu ha. Và bây giờ Xin sẽ gấp những cái miếng cá cuối cùng ra nha. Đây, rất là ngon luôn đúng không quý vị? Xong rồi Xin sẽ hướng dẫn mọi người làm cái sốt ngũ vị để ăn chung với lại cái phần snack chả cá bánh tráng. Rồi bây giờ Xin sẽ cho vào đây một ít dầu ăn nha. Đợi cho dầu nóng thì chúng ta sẽ phi thơm tỏi nè, hành tím, hành lá nè, chúng ta phi thơm lên. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít bột ngũ vị hương vào. Thì cái phần bột ngũ vị hương thì tùy vào gia đình chúng ta muốn cái mùi nhiều hay cái mùi ít thì chúng ta cho vào nha. Và chúng ta chuẩn bị một chén nước dùng, còn không có nước dùng thì chúng ta sử dụng nước dừa hoặc là nước lọc cũng được nha. Chúng ta sẽ nêm nếm vào đây ha. Khoảng 1,5 muỗng hạt nêm nè. Đối với cái món này thì chúng ta cần cái vị ngọt ngọt ha. Ở đây Xin sẽ có 3 muỗng đường nhỏ. Nếu mà nhà chúng ta mà có trẻ em á, hoặc không ăn được cay thì chúng ta không cần để cái phần tương ớt này. Còn đây là bữa nay Xin sẽ cho luôn cái phần tương ớt này. Và đối với phần sốt chúng ta, sau khi chúng ta nêm nếm vừa ăn rồi đó, thì cái độ sền sệt của nó chúng ta sẽ sử dụng bột năng, bột bắp hoặc bột mì nha. Ở đây Xin có một chút xíu bột năng, chúng ta cho vào từ từ. Sau khi cái sốt chúng ta đã sánh sệt vừa ý rồi, chúng ta sẽ cho cái phần hành lá. Và chúng ta sẽ được cái phần sốt sánh sệt như này, mặn mặn, ngọt ngọt, cay cay. Và đối với cái món snack này chúng ta sẽ ăn kèm với rau thơm nè, một chút xíu rau mầm hăng hăng nữa, sẽ rất là hợp cho những buổi ngày trời mưa đúng không nè. Và bây giờ Xin sẽ ăn thử coi nó ngon như thế nào nha. Đây, một miếng snack. Rồi chúng ta cho một ít rau lên, chấm ngập vào cái phần nước sốt nha. Cái phần chả cá chúng ta khi mà kết hợp với lại cái bánh tráng không nhúng nước chiên lên á, bên ngoài thì giòn rụm nè, bên trong mềm, dai, thơm mùi cá đặc trưng. Và khi chúng ta trộn với cái phần rong biển á, ăn rất là ngon. Và Xin nghĩ cái món này rất là đặc biệt cho những bạn mà bạn nhỏ ở nhà chúng ta mà học thích ăn cá, chúng ta có thể làm cách này để bổ sung cá cho mấy bạn cũng rất là tốt. Xin nghĩ là mấy bạn sẽ rất là thích. Chúc quý vị sẽ thành công với món snack rong biển chả cá này nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Niềm tin Hàn Việt tuần này cũng đã khép lại. Kính chúc quý vị sẽ có những ngày nghỉ lễ thật ý nghĩa bên gia đình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.